Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bài thuốc dân gian chữa đau lưng đơn giản mà hiệu quả chỉ với một nắm lá ngải cứu. Các bạn thân mến, chữa đau lưng bằng ngải cứu là một trong những mẹo dân gian được rất nhiều người biết đến và áp dụng tại nhà. Thành phần hoạt chất bên trong lá ngải cứu có tác dụng giảm đau rất hiệu quả, giúp đẩy lùi triệu chứng đau nhức do bệnh gây ra, tránh ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Trong video này, Mẹo Sống Khỏe VTT7 sẽ hướng dẫn đến bạn cách sử dụng lá ngải cứu chữa đau lưng sao cho đúng để đảm bảo an toàn và hiệu quả mang lại. Các bạn cùng tham khảo nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách làm này là: nguyên liệu thứ nhất là khoảng 150g ngải cứu tươi. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Với hai nguyên liệu là mật ong và ngải cứu thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Ngải cứu khi mua về thì bạn nên rửa sạch và ngâm qua nước muối pha loãng nhé. Sau đó bạn thái nhỏ ngải cứu ra. Khi mà ngải cứu đã được thái nhỏ thì mình sẽ cho nó vào một cái cối xay sinh tố. Sau đó bạn cho vào cối khoảng 150ml nước đun sôi để nguội. Và giờ mình sẽ mang nó đi xay nhuyễn nhé. Vậy là mình đã xay xong rồi đây. Với cách làm này thì chúng ta chỉ sử dụng phần nước cốt thôi nhé. Mình sẽ để dùng dây lọc để lọc lấy nước của ngải cứu. Đây là cốc nước ngải cứu của chúng ta. Bạn dùng thìa vớt hết phần bọt nổi lên trên đi. Sau đó bạn cho vào cốc này một thìa mật ong nguyên chất. Tiếp theo bạn đánh thật đều tay cho mật ong hòa đều vào nước ngải cứu. Vậy là xong rồi đây. Chỉ sau vài phút chúng ta đã có ngay cốc nước giúp giảm đau lưng hiệu quả rồi. Cách các bạn sử dụng cốc nước này như sau. Mỗi ngày bạn uống 2 cốc nước này vào buổi trưa và buổi chiều. Bạn nên áp dụng 3 đến 4 lần trên tuần. Sau khoảng 2 tuần, những cơn đau sẽ giảm đi nhanh chóng. Một vài lưu ý nhỏ khi sử dụng nước lá ngải cứu chữa bệnh đau lưng.
Ngải khiếu có dược tính cao, nếu sử dụng quá nhiều có thể gây ngộ độc. Thần kinh trung ương hưng phấn quá mức gây ra co giật hoặc run tay chân. Vì vậy phải sử dụng đúng liều lượng và chỉ nên uống tối đa 300-500g ngải khiếu tươi trên một lần. Dùng 3-4 lần trên tuần. Không nên sắc ngải khiếu uống thay trà, khi khỏi bệnh thì ngưng sử dụng, tránh dùng liên tục trong thời gian dài. Không nên sử dụng khi bị viêm gan. Người bị viêm gan ăn ngải khiếu sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa tế bào gan, viêm gan cấp tính hoặc viêm gan vàng da. Không dùng cho phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Không dùng cho người rối loạn đường ruột cấp tính vì ngải khiếu được xem là vị thuốc hỗ trợ nhuận tràng, rất dễ gây rối loạn đường ruột. Như vậy, với cách chia sẻ trên đây, bạn đã biết cách chữa đau lưng, đau khớp đơn giản ngay tại nhà. Cùng với các lợi ích tuyệt vời, ngải khiếu là sự lựa chọn hoàn hảo để chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.